mỹ người trẻ giàu có mất niềm tin vào thị trường chứng khoán chỉ ra ba loại tài sản này mới giúp giàu nhanh hơn các nhà đầu tư trẻ ngày càng tin rằng một danh mục đầu tư cổ phiếu và trái phiếu truyền thống sẽ không mang lại lợi nhuận trên mức trung bình về lâu dài thị trường chứng khoán từ lâu đã là sự lựa chọn hàng đầu cho những ai muốn làm giàu tuy nhiên xu hướng này có thể sắp thay đổi khi thế hệ trẻ đang chứng kiến những diễn biến không thuận lợi theo một cuộc khảo sát của bank ở america những cá nhân từ 21 đến 42 tuổi ở Mỹ có tài sản ít nhất 3 triệu USD, chỉ có 25% danh mục đầu tư là cổ phiếu. Đối với các nhà đầu tư giàu có trên 43 tuổi thì tỷ trọng của loại tài sản này cao hơn nhiều là ở mức 55%. Những biến động gần đây của thị trường có thể là nguyên nhân khiến thế hệ Y đưa ra quyết định như vậy. Jeff Bucconi, Co CEO của Bank of America Private Bank cho biết trong một cuộc phỏng vấn, chúng ta đã chứng kiến một thị trường chứng khoán tăng trưởng rất mạnh mẽ trong thập kỷ qua và hiện đang trải qua một thời kỳ đầy biến động. Dù gần đây phố Wall đã hồi phục, nhưng SP 500 vẫn thấp hơn khoảng 9% so với năm ngoái. ni cho biết thêm rằng, thế hệ các nhà đầu tư trẻ ngày càng tin rằng, một danh mục đầu tư cổ phiếu và trái phiếu truyền thống sẽ không mang lại lợi nhuận trên mức trung bình về lâu dài vậy người giàu có thuộc thế hệ y mỹ đang ưa chuộng những loại tài sản nào bất động sản gần đây bất động sản đã trở thành một loại tài sản phổ biến có lẽ là bởi nhiều người coi đây là hàng rào chống lạm phát khi giá nguyên vật liệu và chi phí lao động tăng lên việc xây dựng các bất động sản mới sẽ đắt đỏ hơn khiến giá cả cũng cao hơn các bất động sản được lựa chọn kỹ lưỡng có thể mang lại nhiều giá trị hơn ngoài việc chỉ tăng giá các nhà đầu tư cũng có thể kiếm được một nguồn thu nhập ổn định từ việc cho thuê lâu dài bởi vậy, không có gì ngạc nhiên khi những người giàu có, dù ở độ tuổi nào cũng nhận thấy cơ hội từ loại tài sản này. Trong cuộc khảo sát của Bob A, 28% người trẻ tuổi cho biết bất động sản có tiềm năng tăng trưởng lớn, trong khi 31% thuộc nhóm lớn tuổi có quan điểm tương tự. Tiền số Từng được coi là một loại tài sản đặc biệt, tiền số đã trở thành một xu hướng đầu tư. Một nghiên cứu từ Viện CFA vào đầu năm nay cho thấy 94% các quỹ lương hưu của chính phủ và tiểu bang ở Mỹ đã đầu tư vào tiền số. Đương nhiên, nhiều nhà đầu tư đã rút ra được bài học nhớ đời từ sự biến động mạnh của thị trường này sau đợt sụt giá mạnh. Xong, một số người giàu có thuộc thế hệ Y vẫn tin vào loại tài sản này. Trong cuộc khảo sát của Bob A, 29% người trẻ tuổi cho biết tiền số mang đến cơ hội phát triển tuyệt vời, trong khi chỉ 7% người lớn tuổi đồng tình. Điều này không có gì ngạc nhiên, nhóm trẻ tuổi cũng đầu tư vào tiền số nhiều hơn, tỷ lệ phân bổ trung bình 15% trong danh mục so với thế hệ cũ, chỉ 2%, vốn cổ phần tư nhân đây là khoản đầu tư vào các công ty chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán một quỹ cổ phần tư nhân nhận tiền từ các nhà đầu tư sau đó rót khoản tiền đó vào các doanh nghiệp thường bằng cách nắm giữ cổ phần kiểm soát và cùng đội ngũ quản lý của công ty đó giúp họ gia tăng giá trị mục tiêu là bán lại cổ phần của các công ty trong danh mục của họ trong tương lai kỳ vọng mang lại khoản lợi nhuận đáng kể dù các quỹ đầu tư vốn cổ phần thường khó tiếp cận với các nhà đầu tư nhỏ lẻ nhưng lại phổ biến với những người giàu có theo bên co, vào năm 2021, khoản tiền đầu tư vào vốn cổ phần tư nhân đã tăng gấp đôi so với năm 2020, lên 1,1 nghìn tỷ USD. Loại tài sản này cũng nhận được sự chú ý của thế hệ y giàu có. Cuộc khảo sát của Bob A cho thấy 25% cá nhân từ 21 đến 42 tuổi có tài sản ít nhất 3 triệu USD xác định vốn cổ phần tư nhân là một trong những tài sản mang lại cơ hội tăng trưởng lớn nhất, trong khi 15% người lớn tuổi hơn có cùng quan điểm. Tham khảo Yahoo Finance